Tây Bắc, một cái tên mà khi nhắc đến rất dễ gợi thương, gợi nhớ trong lòng người. Bởi đó không chỉ là miền đất của núi non hùng vĩ, của hoa ban, hoa mận nở trắng rừng, mà còn là nơi cư trú của nhiều dân tộc thiểu số với những sắc màu văn hóa độc đáo. Thật tuyệt vời làm sao, mỗi khi xuống chợ của người Dao thì điều hấp dẫn nhất chính là trang phục của các cô gái. Khách xa tưởng như mình đang đi lạc vào một thế giới của màu sắc, của những nụ cười trong trẻo và đôi gò má ửng hồng của những thiếu nữ vùng cao. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đã để lại bao ấn tượng khó quên. Để rồi khi về, người lại nhớ đến Dao Xiết, những đường núi quanh co, những núi non điệp trùng thoát ẩn thoát hiện sau làn mây trắng. Nhưng nhớ nhất có lẽ là sắc màu của thổ cẩm được thể hiện trong trang phục của thiếu nữ Dao. Sắc màu thổ cẩm không chỉ làm nên nét duyên thầm của người phụ nữ mà đã trở thành nét văn hóa truyền thống của người Dao đỏ. Người Dao ở Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc. Do có nhiều biến cố lịch sử mà di cư vào Việt Nam và căn cứ vào các đặc điểm văn hóa, trang phục mà chia thành các nhóm Dao khác nhau như Dao đỏ, Dao tiền, Dao tuyển, Dao họ, vân vân. Người Dao thuộc nhóm ngôn ngữ Mông Dao và có chữ viết gốc Hán được Dao hóa. Họ thường cư trú ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp nương rẫy, nông nghiệp lúa nước và trồng các loại cây lương thực khác. Mỗi nhóm Dao ở Việt Nam đều có những bản sắc văn hóa riêng biệt, nhưng giữa các nhóm vẫn giữ mối liên hệ qua nguồn gốc, lịch sử, văn hóa và ý thức tộc người. Người Dao Việt Nam thì nó đa dạng về nhóm, ngành. Trong đó là trong mỗi một nhóm thì nó lại có những cái sắc thái riêng. Họ đến Việt Nam thì họ lại sống gần với lại các cái tộc người khác, thì họ lại tiếp thu những cái yếu tố văn hóa của các cái tộc người khác. Thế và họ làm phong phú thêm hoặc là làm tươi mới thêm cái văn hóa của họ. Ví dụ như đối với người Dao Tiền mà ở cái vùng ở Cao Bằng, Lạng Sơn đấy. Như chúng ta thấy, nếu như người Dao ở vùng Lào Cai, Yên Bái ấy, thì trang phục nữ thì người ta cũng có váy như lại một quần. Nhưng người Dao Tiền thì cái váy của người phụ nữ ấy, thì nó lại mang cái độ sặc sỡ, nó không như là cái váy của cái người Dao đỏ. Và cái kỹ thuật để mà tạo tác nó cũng khác. Người Dao ở Sapa chủ yếu thuộc nhóm Dao đỏ. Ta có thể nhận ra họ bởi phụ nữ thường quấn khăn hoặc đội trên đầu chiếc mũ màu đỏ rực rỡ. Khách xa vào bản của người Dao sẽ cảm thấy thật thú vị với những mái nhà nhỏ xinh, với con đường quanh co tưởng như xa hút tầm mắt. Ở nơi đây, sương mù quanh năm bao phủ. Bởi vậy, dù trong những ngày nắng nhất, thì trong không gian vẫn lãng đãng hơi sương, tạo nên cảm giác mát mẻ và đầy thơ mộng. Còn trong những ngày mù sương, bản làng của người Dao lại hiện lên với những vẻ đẹp riêng của nó. Bản làng của người Dao đỏ ở Tà Phìn đã hiện lên tuyệt đẹp như thế, nhưng đặc biệt hơn, đây còn là nơi lưu giữ rất nhiều nét văn hóa độc đáo, là quê hương của lễ cấp sắc, của ngày Tết nhảy và nghề thêu thổ cẩm truyền thống. Trước hết thì có thể nói là văn hóa Dao ấy, là một cái nền văn hóa độc đáo ở Việt Nam.
người Dao luôn luôn bảo tồn cái vốn văn hóa của chính bản thân của mình để nó tạo nên một cái ta gọi là bản sắc văn hóa. Trong các cái bản sắc văn hóa của người Dao, cái sắc thái văn hóa của các nhóm Dao nó thể hiện trước hết là qua trang phục. Tôi nói trang phục là nó liên quan đến cái trang phục Dao ấy, thì người ta hay nói đến các cái sắc thái của văn hóa thổ cẩm. Nếu có điều kiện lên vùng Tây Bắc Việt Nam, chúng ta chỉ cần đến chợ thôi. Chợ là nơi hội tụ các cái sắc thái về mặt văn hóa. Thì trong cái trang phục Dao đấy thì nó có một cái nền trúc. Cái nền của nó là màu tràm. Nhưng mà bên cạnh cái màu tràm thì người ta thường hay nhìn thấy cái gam màu mạnh để tạo nên cái tính tương phản ở trong trang phục. Và cái trang phục Dao, cái tương phản của nó đấy, nó rực rỡ sắc màu, trước hết là tương phản giữa màu tràm và cái màu đỏ. Và nó thể hiện trước hết ấy, là thông qua cái phần trực diện mà chúng ta có thể quan sát được trong cái trang phục Dao. Bên cạnh đó đấy, là liên quan đến cái mũ của người phụ nữ khi người ta đội đầu xuống chợ. Những người phụ nữ Dao có thể thêu thùa ở bất cứ đâu, có thể ngồi một mình hoặc quây quần tụ tập thành nhóm cho vui. Chỉ với cây kim nhỏ, những sợi chỉ thêu nhiều màu, người phụ nữ được thỏa sức sáng tạo của mình để dệt nên những hoa văn thổ cẩm đầy tính nghệ thuật. Cái gam màu người ta sử dụng ấy, là người ta dùng cả cái bố cục băng giải, mà bố cục băng giải của người Dao là bố cục băng giải lớn. Để băng giải lớn đó thì người ta thêu nhiều hoa văn như vậy thì nó tạo độ dày và nó nổi bật lên trên đỉnh tràm, mà cảm giác như màu đỏ đấy không hẳn là màu nền. Thế nhưng khi đã nổi bật lên bên đền tràm với một cái gam màu dày như vậy và khổ lớn như vậy, tiết diện lớn như vậy thì nó trở thành gần như là cái màu nền của bộ trang phục Dao. Và tự dưng từ xa có nhìn thấy bộ trang phục Dao đỏ nó rực rỡ sắc màu, nó lộng lẫy lên trước cái khung cảnh thiên nhiên của núi rừng. Cầm trên tay mảnh vải thổ cẩm, bạn có thể cảm nhận được màu xanh của cây cối, màu vàng, trắng, hồng, đỏ của hoa rừng, màu vàng rực rỡ của ánh nắng mặt trời. Với người Dao đỏ, do mùa đông lạnh kéo dài nên họ thường dùng những gam màu nóng như màu đỏ tươi rực rỡ để trang trí khăn đỏ, bông đỏ trên ngực áo, cổ áo. Với kỹ thuật thêu thoáng để lộ nền đen, nền tràm trong các họa tiết, người Dao đã làm giảm độ rực chói của các màu nguyên sắc, tạo cho mảnh vải độ chuyển sắc mềm mại và nhuần nhị. Khi mà nói đến cái nhóm Dao đỏ đấy, một trong những nhóm Dao Việt Nam ấy, thì nó cũng có nhiều yếu tố rất là đặc sắc. Ngoài các yếu tố đặc sắc chung của cái văn hóa Dao, cái đặc sắc đầu tiên phải kể đến nhóm Dao đỏ ấy. Đấy là trang phục, nữ phục ấy, nữ phục Dao đỏ đặc biệt là rực rỡ ở màu sắc, và cái gam màu mà chủ đạo của họ chính là màu đỏ. Cái gam đỏ ấy, nó làm cho màu sắc tưng bừng hơn trong cái bộ nữ phục. Và bạn biết là cái bộ nữ phục nó nhiều thứ lắm, thì khi mà nói đến Dao đỏ là phải nói đến cái bộ nữ phục của họ. Thì tôi cho rằng là tất nhiên cái đẹp ấy, tùy theo cái cách quan niệm, cách nhìn về màu sắc của từng dân tộc thôi, nhưng mà giữa cái không gian về mặt núi rừng thì cái bộ trang phục đó nó nổi lên rất là rực rỡ. Riêng nói về những kỹ năng dệt thêu nên những mảnh vải thổ cẩm, đã có thể thấy được sự tài hoa, khéo léo và chăm chỉ của người phụ nữ vùng cao. Là con gái dân tộc, ngay từ khi đôi tay vừa biết làm việc nhà, bé gái nào cũng được bà hoặc mẹ hoặc chị dạy cho nghề thêu dệt. Lúc bé tự tay thêu cho mình những bộ váy áo, để rồi lớn lên biết thêu quần áo cho chồng, cho con. Theo phong tục của người vùng cao,
con dâu mới về nhà chồng phải mang theo quần áo, chăn đệm, gối màn cho phòng tân hôn. Đó không chỉ thể hiện tấm lòng của người dâu mới, mà còn có hàm ý rằng bắt đầu từ đây, đôi bàn tay kia sẽ chăm lo, vun vén, chu đáo cho hạnh phúc gia đình này. Cái này là mẹ em dạy em. Trước thì mẹ của mẹ em dạy mẹ em. Bây giờ thì đến lượt mẹ em dạy em. Và nếu mà về sau cháu em theo nữa thì em dạy cháu em. Xuất phát từ ý nghĩa đó mà thêu dệt thổ cẩm đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, được lưu truyền từ đời này sang đời khác, qua các thế hệ phụ nữ nối tiếp nhau. Để rồi vào bất kỳ một bản làng nào, chúng ta cũng có thể bắt gặp những người phụ nữ ở mọi lứa tuổi đang thêu dệt nên những tấm áo váy cho mình và người thân. Dù hàng ngày có vất vả trên nương rẫy ruộng đồng, nhưng hễ có thời gian rảnh rỗi là họ dành cho thổ cẩm. Mỗi hoa văn trên mảnh vải thổ cẩm thấm đượm cả tình yêu lao động, yêu quê hương, bản làng của họ. Đó cũng là đức tính cần cù, hay lam, hay làm của những người phụ nữ. Tính cách và tuổi tác cũng được thể hiện rất rõ trên các sản phẩm thổ cẩm. Với những cô gái trẻ, sản phẩm của họ thường là những gam màu sáng. Còn những người phụ nữ lớn tuổi thì thiên về những gam màu trầm, về những nét hoa văn rắn giỏi, thành thục. Thì cái trang phục dao, có lẽ nó phân biệt với các cái dân tộc khác ở Việt Nam ấy, là các cái yếu tố hoa văn trên trang phục. Trong trang phục thì chúng ta thường hay thấy là nó có cái hoa văn hình cây, hoa văn các loại hình động vật, hoa văn kỳ hà, hoa văn hình học. Nhưng mà trong trang phục dao thì nó có một cái đặc trưng mà không lẫn với các dân tộc khác, tức là nó có hoa văn hình chân chó. Trong cái trang phục dao nó thường hay có cái vết chân chó, có những cái dấu chấm mà người ta thêu trên các cái hoa văn trên trang phục. Thì có thể nói đây là cái thứ đặc sắc của người dao về mặt trang phục. Khi mà nói đến văn hóa dao và các cái dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc ấy, thì người ta hay nói cái đặc trưng thổ cẩm. Nhưng mà trong cái đặc trưng thổ cẩm dao ấy, thì cái người ta hay nhắc đến ấy là cái tạo hoa văn. Và hoa văn ở người dao thì có một cái nét rất đặc sắc, tức là người ta tạo hoa văn bằng sáp ong. Cái này thì rõ ràng là nhiều dân tộc nó không có. Thì có thể nói đây là một cái sáng tạo rất độc đáo. Để học thêu dệt thổ cẩm, có thể chỉ mất vài tháng, nhưng để có được những mảnh thổ cẩm đẹp thì có thể phải học mất cả đời. Bởi thế, cả một đời, từ khi biết làm việc đến khi mất đi, người phụ nữ lúc nào cũng gắn bó với cây kim mũi chỉ như một nét sinh hoạt thường ngày không thể thiếu vắng của họ. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, người dao đỏ vẫn giữ nguyên được nét văn hóa truyền thống của mình. Ngày ngày, họ vẫn cần mẫn, tỉ mỉ với những đường kim mũi chỉ để làm nên những bộ trang phục cho mình và người thân trong gia đình. Ngay từ bé, cô con gái đã được mẹ dạy thêu những hoa văn đơn giản, rồi dần dần đến những hoa văn khó hơn. Thế rồi, cô lại cùng chị em của mình cặm cụi ngồi thêu mỗi khi rảnh rỗi. Cứ như thế, tới khi đến tuổi lấy chồng, cô bé đã có thể tự tay thêu những bộ trang phục cần thiết cho lễ cưới theo đúng phong tục của người Dao.
Việc thêu thổ cẩm để may thành bộ trang phục không chỉ thể hiện sự khéo léo, tài năng của người phụ nữ, mà còn trở thành nét văn hóa truyền thống được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Ngày xưa này không có nghề gia đình đến thì mình không biết bán cái gì, bây giờ nhờ gia đình đến thì biết thêu, biết bán. Trước đây kinh tế chưa phát triển thì thổ cẩm được làm ra chủ yếu để phục vụ cho nhu cầu trong gia đình, làm của hồi môn khi con gái về nhà chồng và sử dụng trong lễ hội. Ngày nay, kinh tế và đặc biệt là du lịch phát triển, các sản phẩm thổ cẩm như khăn quàng cổ, ví đựng tiền, túi sách cũng được khách du lịch nước ngoài rất ưa chuộng. Những sản phẩm do người phụ nữ miệt mài thêu nên đã dần dần mang đến cho họ một cuộc sống mới. Có thể nói rằng, việc phát triển thổ cẩm thành các sản phẩm du lịch cũng góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Cùng với các giá trị khác, thổ cẩm đã được đồng bào các dân tộc nâng tầm thành một văn hóa đầy bản sắc, góp phần làm giàu có và phong phú thêm cho nền văn hóa Việt Nam.